chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay tiếp tục là đi theo đội cầu cào của anh Thanh đó bà con. Xa xa đó còn có anh Phước. Này là chú Hai, chú đang móc ra trong bờ ra. Đây con này con của anh Nhật nè bà con. Này nó giáp trên giường này, miếng giường. Giờ U50 ra ruộng luôn nè, chú này cũng gần 55-60 nè bà con. Con trẻ này làm công ty có tiền lương tháng 5-6 triệu sướng hơn bà con. Con này hết tuổi công ty rồi. Cái lẻ chú còn không? Mấy cái lẻ chú còn không? Cái lẻ cái đất á. Còn. Giờ nó còn xài nó ít xài. Giờ nó xài ấy không à. Xài băng bao nó lẻ hơn. À đúng rồi. Thấy cái bao nó lẻ hơn, nhẹ hơn nữa. Nhẹ hơn nữa, còn cái kia nó nặng quá. Nếu tính ra chú là bao nhiêu, 40 công hả? Có ông công ông lên địa chủ rồi mấy người ta kêu bà để lại. Dạ mà nó không có liền phải không, nó không có liền phải không chú? Mà tại nó vô tập đoàn á là chia ra được bờ vậy đó rồi để luôn. Để luôn hả? Chứ nó nguyên dây không à. Ở với con ít lắm, ít to cao dữ lắm là 15-16 công là dữ lắm rồi. Con của anh Nhật nè bà con. Tối về chú ghi mình không? Làm này tối về qua ông Sới đó phải không ta? Ông Sới rồi ghi mình không? Dạ. Cái miếng đá cao cao chú gán gán vụ này vụ sau nữa ngon rồi, vụ sau nữa làm sơn cái nữa im nữa rồi. Dạ. Làm như con thấy cái miếng biển này nó đây là miếng biển mà thấy con thấy nó lúng dữ chút. Dạ. Dạ. Ủa này là vườn chú luôn hả? Dạ. Cái này nó hơi lúng khúc này rồi còn lúng.
gặp tướng hình Nhật nữa, tướng Trần Do. Đây là lão nông chỉ điền không có. Nó gạch là một bên là trở về ngày xưa và một bên là máy móc. Bên Nhật lớn rồi. Xa đó còn có thuốc anh đang kéo đường đò đó một con. Nãy giờ mà bà con nghe tâm sự với chú hai chú ruộng đó bà con, ổng giờ ổng sổ mấy chục công, ổng đang làm nè, ổng cút cút gà. Cảnh thôn quê mình rất là đẹp đó bà con, này là vô giáp trên vườn à. Con này là con của anh Nhật. Ở đâu rồi? Còn con của anh Đẩu đâu đeo rồi? Này là ông móc ra nè bà con, sát gốc quá thì xe máy nó chạy nó không tới. Lúng phò phò
Rồi sớm gặp mấy chú lão nông ở trên kia khen mấy anh chạy rất là tuyệt vời. Nãy ngồi trên đó đó. Khen mấy anh chạy anh Thanh chú lét đằng kia rồi kìa. Anh Thanh chú lét vì cái đống đất chà bá lửa cái miếng ruộng kế bên đây đó giờ kêu kéo xuống. Hồi nãy quát anh đẩu phụ, anh đẩu lắc đầu bỏ mình. Anh đẩu đấy U47 chưa có chồng đó. Dạ anh đó. Ông đó đó.